Xin chào các bạn, hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một món ăn ngon, đó là cá lóc kho tộ. Đây là con cá lóc mình đã mua về và đã được rửa sạch rồi, cùng với các gia vị mình chuẩn bị kho nè quý vị, gồm có hành, tỏi, muối, bột niêm, bột ngọt và đường. Trước tiên thì mình sẽ sắc tỏi ra nhỏ nhỏ, rồi hồi mình băm nhuyễn tỏi luôn và các củ hành nữa. Củ hành mình sử dụng là củ hành tím nha quý vị. Có hành có tỏi thì nó sẽ rất là thơm. Và các hành lá. Hành lá này hồi gần chín mình mới cho vào, nhưng mà mình cũng cắt nhỏ để sẵn luôn. Đây, và tô cá lóc của mình đã khứa sẵn ra nè quý vị. Bây giờ mình ướp các gia vị vào nha quý vị. Và trước tiên thì mình cho tí đường vào. Mình kho những cái phần khứa thì nó sẽ rất là ngon. Còn cái đầu với cái đuôi thì mình dùng để nấu canh. Mình cho đường khoảng một muỗng bột niêm, một muỗng bột ngọt, tí muối, và mình cho một ít hành với tỏi hồi nãy mình đã băm nhuyễn đó quý vị, để cho cá nó thơm. Mình cho vào phân nữa, còn phân nữa đến hồi mình phi cho nó thơm. Và mình cho 3 muỗng nước mắm Quốc Hải vào luôn. Nước mắm càng ngon thì kho cá nó sẽ càng ngon nha quý vị. Và khi các gia vị đã cho vào hết thì mình sẽ trở cá cho đều lên để cho các gia vị nó thấm vào những cái khứa cá. Sau đó mình mới kho. Thì mình để khoảng từ 20 đến 30 phút hay là lâu hơn chút nữa cũng được. Cho các gia vị nó càng thấm nhiều vào cá thì lúc đó mình kho nó sẽ cá sẽ rất là ngon. Và sau thời gian khoảng 30 phút, bây giờ mình bắt cái nồi đất lên và mình cho 2 muỗng nước vào để mình hắn nước màu luôn nha quý vị. Và mình cho đường vào. Mình cho 3 muỗng đường vào. Đường hắn của mình nó lên đẹp thì mình sẽ cho hành với tỏi hồi nãy băm nhuyễn á, đưa vào mình phi luôn cho nó thật là thơm. Đó, cái này còn phần nữa hồi nãy nè quý vị. Bây giờ mình cho vào cái nồi đất của mình luôn, cho hết vào luôn để mình phi sao cho tỏi với củ hành nó vừa vàng thì mình sẽ cho cá vào. Đó, màu nó lên đẹp rồi. Bắt đầu mình cho cá vào nghe quý vị. Hôm nay mình cho có 5 khứa cá thôi. 5 khứa cá này thì khoảng gần 400 g. Tại cá lóc hồi nãy thì nó rất là to. Cá ra tới hơn 700 g nữa nghe quý vị. Cho nên mình không có kho hết. Còn cái phần nước ớt này thì mình chừa lại để một hồi. Cá nó gần chín rồi, mình sẽ cho cái phần nước ớt vào sau để cho cá kho của mình nó đậm đà hương vị, nó sẽ rất là ngon. Và mình cho cá vào, bây giờ mình trở các khứa cá lại để cho các gia vị nó sẽ thấm đều vào. Và các khứa cá này mình kho, mình cũng trở tới trở lui ít nhất cũng 4 đến 5 lần để cho các gia vị nó thấm đều vào con cá đó quý vị.
Tại vì lúc cá mà còn sống chưa có chín đó quý vị, là mình chở tới chở lui cũng không sao hết, cá nó cũng không có bị dập, không có bị sức thịt ra. À, mình cứ chở tới chở lui cho nó thấm gia vị, nó thấm đều vào con cá, thì làm như vậy cá nó sẽ rất là ngon hơn, màu nó sẽ đẹp hơn. Và một điều đặc biệt cá kho tộ của quý vị là quý vị nên lựa để lửa riu riu thôi, cho các gia vị của mình nó sẽ thấm từ từ vào. Và bây giờ cá rần chín thì mình sẽ cho cái nước ớt hồi nãy quý vị, nước ớt hồi nãy mình còn á, mình sẽ cho vào hết luôn. Mình không cần phải cho nước lọc vào nha quý vị. Cho cái phần nước ớt với các gia vị hồi nãy á, mình kho khi nào mà cạn cạn lại là được rồi, khỏi cần phải nước, tại vì cá của mình cũng rất là mau chín thôi. Nó gần lên màu rồi đâu quý vị thấy không, rất là hấp dẫn, rất là ngon. Càng mình để lửa riu riu thôi, càng về sau thì cái màu cá của mình sẽ càng đẹp. Khi càng thấm vào gia vị thì màu cá nó sẽ càng rất đẹp đó quý vị. Cá lóc kho tộ này ăn rất là tốt cho sức khỏe, người lớn cho em ăn vẫn được luôn. Tại vì mình lúc mình nêm á thì mình không có bỏ tiêu vào, khi nào gần chín mình mới bỏ ớt vào thôi. Nhưng mà ớt trái bỏ vào nguyên trái luôn thì nó ra cái mùi thơm thơm thôi, cũng không có cay lắm, cho nên trẻ em ăn vẫn được luôn. Quý vị thấy không, rất là thơm, màu cá sắp lên màu rồi, cũng rất là đẹp luôn đó quý vị. Ở miền Tây mình thì cá lóc rất là nhiều. Và món cá lóc kho tộ này nè quý vị, quý vị có thể ăn với cơm trắng nè, với một nồi canh chua nữa, thì nó rất là tuyệt vời luôn. Và rừng chín rồi cho nên mình bỏ ớt vào để cho ớt nó có mùi cay cay thì nó sẽ rất là thơm. Và chín rồi mình tắt lửa, rồi mình sẽ bỏ hành cọng lá vào luôn, bỏ càng nhiều thì nó càng thơm càng ngon nha quý vị. Cá kho tộ thì mình phải bỏ hành lá hành cọng sắc đó quý vị, bỏ càng nhiều thì nó sẽ rất là ngon, nó lên màu rất là đẹp luôn quý vị thấy không, rất là thơm. Nếu quý vị có tép mỡ thì quý vị để tép mỡ vào nữa thì nó sẽ rất là ngon, quá hấp dẫn luôn. Cá kho tộ này với canh chua với cơm là tuyệt vời nhất. Hoặc là quý vị có rau sống hay rau luộc ăn chung với cá kho tộ này cũng rất là hấp dẫn, rất là ngon. Đó, cạn dần nước luôn. Nếu mà quý vị có muốn ăn nước sệt sệt thì quý vị tắt lửa nhanh tí, chưa chín thì quý vị tắt cũng được. Còn mình hôm nay mình kho cho nó sệt lại luôn, kẹo nước lại luôn. Nhìn nó rất là hấp dẫn, rất là ngon, lên màu rất là đẹp luôn. Nếu quý vị ăn cay thì có thể bỏ tiêu lên thêm, là hành cá lóc kho tiêu luôn đấy quý vị. Còn mình có bé nữa cho nên mình không có để tiêu lên, chỉ để vài trái ớt lên thôi.
cho nó có cái mùi cây cay là được rồi đó quý vị. Rồi món ngon thành phẩm của mình rồi đó quý vị, rất là thơm, rất là tuyệt vời luôn. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.